Dạ con xin hết ạ, con xin xuống mít ạ. Xin mời cô tu nữ tọa duyên tiếp theo ạ. Dạ, sa thú lành thay, kính cảm ơn thầy. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư công đức, kính lễ thượng phẩm linh hạnh, đại đức Tự Nhẫn, đại đức Tự Đức, kính lễ quý tu nữ và thanh chào quý thiền nam tín nữ. Dạ, thì viên xin kệ kinh Pháp Cú số 69. Dạ, cảm ơn huynh. Mát tu qua mẹ nhá tí ba quắp ba bằng nắp bát chá tí giác đà chắp bát giác đà chắp bát chá tí ba bằng á thách đúc khăn đi gắt chá tí mà thu qua manh nhà tí ba lô Dạ hoa ba băng nà bạc cha ti Dạ đa bạc cha ti ba băng A tha đúc khăn nì gạt cha ti Mà thu hoa manh nhà ti ba lô Dạ hoa ba băng nà bạc cha ti Dạ đa cha ba cha ti ba băng A tha đúc kha ni gạt cha ti Mát bành nhá ti ba lô Dạ hoa ba băng nà bạc cha ti Dạ đà chấp bát chấp tiếp a thát đúc khăn đi gắt chấp tiếp người ngu nghĩ là ngọt khi ác chưa chín mùi ác nghiệp chín mùi rồi người ngu chịu khổ đau khổ thơ của hòa thượng Thích Minh Châu ác hạnh ngọt ngào như đường người ngu nghĩ vậy quả thường chưa sanh đến khi ác báo đành rằng than trời trách Phật khổ thành khổ hơn là phổ thơ này của hòa thượng Giới Đức. Dạ, thầy Duyên đã kể xong. Bây giờ thấy tín hiệu của chị Rắn, mời chị ạ. Alo. Alo, alo, sa thú cô tu nữ tuệ duyên. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức, cô tu nữ tuệ duyên, cô tu nữ Tâm Ma Chá Rí. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu Pháp Cú số 69. Ma thu hòa mạnh nhá ti bà lô Dạ hoa bà bằng na bạc cha ti Dạ đà cha bạc cha ti bà bằng A tha đúc khẳng ni gắt cha ti Ma thu hòa mạnh nhá ti bà lô Dạ hoa bà bằng na bạc cha ti Gia đà cha bác cha ti bà bằng A tha đúc khẳng ni gắt cha ti Ma thu hòa mạnh nha ti bà lô Gia hoa bà bằng na bác cha ti Gia đà cha bác cha ti bà bằng A tha đúc khẳng ni gắt cha ti Người ngu nghĩ là ngọt
Khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu chịu khổ đau. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ma thu hòa mạnh nha ti bà lô, gia hoa bà bằng na bắc cha ti, gia đà cha bắc cha ti bà bằng, a tha đúc khẳng ni gắt cha ti. Ác hạnh ngọt ngào như đường, người ngu nghĩ vậy quả thường chưa sanh. Đến khi ác báo đành rành, than trời trách Phật khổ thành khổ hơn. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Nhà Nam Mô Bích Thai Giá, Nam Mô Cụ Ma Giá, Nam Mô Sơn Khai Giá. Con kính đảnh lễ cùng cầu minh hạnh đại đức đại đức đại đức đại nữ con chư tôn đức tăng kính lễ cô tu nữ Tham Ma Cha Lý, cô tu nữ Tự Nhiên. Kính chào quý anh chị đặc đạo tràng, cảm ơn quý vị cho biết thứ bộ nghe rõ. Con xin kể câu kinh pháp cú số 69 này. Mà thu qua manh nhà tu ba giá hoa ba băng nhà bạc như cha tư nhà đã cha bạc như cha tư ba băng hát tha đi khăn nhà như cha tư mà thu qua mình nhà tư ba lô giá hoa ba băng nhà bạc như cha tư nhà đã cha bạc như cha tư ba băng hát tha đi khăn nhà như cha tư. Người ngu nghĩ là ngọt, khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu chịu khổ đau. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mà thu hoa manh nhà tư ba lô, giá hoa ba băng nhà bạch cha tư. Nhà đã cha bạch như cha tư ba băng, ác cha đúc khăn nhà cha tư. Ác hạnh ngọt ngào như đường, người như nghĩ vậy quả thường chưa sanh. Đến khi ác báo đành thành, than trời trách Phật khổ thành khổ hơn. Đó là khổ thôi của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã kể xong ạ. Dạ con xin lỗi mất lại cho đạo tràng rồi. Cảm ơn Vinh Quốc Thanh Nga đã bắt bài. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Câu pháp cú số 69. Ma thu hòa mạnh nhát tí bà lù, già quá bà bằng nát bát chát tí, giá đà chát bát chát tí bà bằng, át thát đúc khăn đi cát chát tí. Người ngu nghĩ là ngọt, khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu chịu khổ đau. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mà thu hoa manh nhà ti ba lú, giá hoa ba băng nà bánh cha ti, giá ta cha băng cha ti ba băng, anh tha đương khăn đi đánh cha ti. Ác hạnh ngọt ngào đường, người ngu nghĩ vậy quả thường chưa sanh. Đến khi ác báo đành rằng than trời trách Phật khổ thành khổ hơn. Của Hòa Thượng Giới Đức. Và con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Thân Mà Giá, Nam Mô Sàng Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ân Đức Giáo Pháp, kính lễ ân Đức Chư Tăng. Con kính đảnh lễ quý Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý Tu Nữ, kính chào quý anh chị. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 69. Cảm ơn huynh trưởng. Ma thu hòa mạnh nhát tí bà lô,
Ya wa ba bằng na ba cha ti ya da cha ba cha ti ba bằng a tha đúc thằng ni ga cha ti thu bà mà nha ti bà lô già quá bà bằng na ba cha ti ya đà cha ba cha ti bà bằng a tha đúc khẳng ni ga cha ti bà thu qua man nhà ti ba lô già quá bà bằng na ba cha ti ya đà cha ba cha ti bà bằng a tha đúc khẳng ni ga cha ti. Người ngu nghĩ là ngọt khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi người ngu chịu khổ đau. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mà thu qua man nhà ti ba lô già qua ba băng là ba cha ti già đã cha ba cha ti ba băng a tha du khăn ni ga cha ti. Ba thu qua ma nha ti ba lô ya qua ba bằng na ba cha ti ya đà cha ba cha ti ba bằng a tha đức càng ni ga cha ti. Ác hạnh ngọt ngào như đường, người ngu nghĩ vậy quả thường chưa sanh. Khi ác báo đành rành, than trời trách Phật khổ thành khổ hơn. Khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức giảng lên kinh điểm tiếp theo ạ. Sa thu lành thầy Sít Ai Minh. Nam mô Phật Thầy Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sẵn Khà Gia, kính đại lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, kính đại lễ Chế Đại Đức Tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Và con xin đề kể kinh pháp cú số 69. Cảm ơn quý vị cho biết nghe rõ. Ma thu va man nhà ti ba lô Ya va pa pang na pa cha ti Ya da cha pa cha ti pa pang A tha du khang ni ga cha ti Ma thu va man nhà ti ba lô Ya va pa pang na pa cha ti Ya da cha pa cha ti pa pang a tha du khang ni gak cha ti ma thu va man nya ti ba lo ya va pa pang na pa cha ti ya da cha pa cha ti pa pang a tha du khang ni gak cha ti. Người ngu nghĩ là ngọt khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi người ngu chịu khổ đau. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Ác hạnh ngọt ngào như đường, người ngu nghĩ vậy quả thường chưa sanh. Đến khi ác báo đành rành, than trời trách Phật khổ thành khổ hơn. Bản phổ thơ của Ngài Duy Đức. Nam mô Phật Thầy Gia, con xin được xuống mic. Mến mời Sister Cẩm Vân. Dạ, cảm ơn Quỳnh Quách Thanh Á. Dạ, Nam Mô Bụt Thà, dạ Nam Mô Tham Mà, dạ Nam Mô Sân Khà, dạ. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ Giáo Pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 69. Bá thú hoa mạnh nhã tì bà lồ Gia quá bà bằng na bát cha tí Gia đà cha bát cha tí bà bằng Á thá đúc khăn ní gác cha tí Bá thú hoa mạnh nhã tì bà lồ Gia quá bà bằng na bát cha tí Gia thà cha bát cha tí bà bằng A tha đúc khăn ni gáp cha tí Má thú hòa mạnh nhã tí bà lồ Gia thà Gia quá bà bằng ná báp cha tí Gia đà cha báp cha tí bà bằng A tha đúc khăn ni gáp cha tí
Người ngu nghĩ là ngọt khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi. Người ngu chịu khổ đau bảo dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Ác hạnh ngọt ngào như đường, người ngu nghĩ vậy quả thường chưa sanh. Đến khi ác báo đành rành, than trời trách Phật khổ thành khổ hơn. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong. Mình mời bạn ta của Sích Nhật Quỳnh. Mời quý vị nha. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Cẩm Vân. Dạ, cảm ơn Sư Trang Đông, cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, còn vị nào chưa ôn bài thì Nhật Quỳnh kính mời bằng tay ạ. Dạ, trong khi chờ đợi cô xin được ôn bài, cầu Pháp Phúc Kinh số 69. Dạ, cảm ơn Minh Bát Thanh Á cho bài học. Ma Thu Hòa, Mạnh Nhát Tiếp Bà Lô Giá. Qua bà bằng nắp bát chất tí giết đà, chất bát chất tí bà bằng át hạt đúc khẳng đi gắt chất tí. Người ngu nghĩ là ngọt, khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu chịu khổ đau. Và đây là bản chuyên ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Mùa thu qua manh nhà tỷ ba lô. Dạ qua ba băng nà bát cha tì. Dạ đã cha bát cha tì ba băng. À thắt đục khăn nì gạt cha tì. Ác hành ngọt ngào như đường, người ngu nghĩ vị quả thường chưa sanh. Đến khi ác báo đành rành, than trời trách Phật khổ thành khổ hơn. Và đây là bản khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Còn thành kính đảnh lễ tri ân chư trung đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức đã hoan hỷ tiên phong ôn bài câu khúc của kinh số 69. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Quỳnh Quách Thanh Á, cô Ái Minh, Thích Thi Na, Thích Trần Đào, Thích Trần Đông, cô tu nữ Tệ Duyên và Cẩm Vân đã hoan hỷ ôn bài Pháp Cú Kinh 69. Bây giờ đã cũng đến giờ học bài mới câu Pháp Cú Kinh 70. Và cảm ơn Quỳnh Quách Thanh Á. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Đà Tha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Đà Tha Sa. Nam Mô Ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bút da ha sa. Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, nhận lời nhân chẳng nhị hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, a nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là Nhân Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn. Những điều lợi ích hằng còn lâu năm.
Cà tam giới thừa ăn phổ cập A Đam, mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự biên. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 70. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dân mít đến sư. Sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Con thấy sư chạy ra chạy vào vài lần, chắc có lẽ đường nét sư có ổn định không, thì cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, Nam Mô Bích Thai Giá. Dạ, đại đức Tuệ Nhẫn có nghe được âm thanh con không, cho con xin một tín hiệu bạch sư. Dạ, không thấy tín hiệu của sư. Dạ, con kính dân mít đến sư ạ. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Xin đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát á, đại đức đại nhẫn đừng nét có vấn đề rồi. Dạ. Quý vị nghe xin nói chưa? Dạ thưa quý vị nghe xin nói chưa? Dạ. Dạ thưa quý vị nghe nghe xin nói chưa? Alo. À, dạ, dạ đúng vậy. Dạ. Dạ trước khi vào bài pháp, chúng ta cùng nghiêm tình thân cầu ý để đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo. Arahang samma sambuddho va buddhang bhagavantam avivadimi. Sakhato Bhagavata Thammo Thammang Lamassami Supadibhano Bhagavato Savaka Sangho Sangkhang Lamassami. Con nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật đấng toàn tri diệu giác. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tập vô minh và phiền não. Ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân cầu ý cung kính đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược. Những ai có niềm tin chân chánh, nghe và thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sanh tử luân hồi ngay trong kiếp sống này. Con xin nghiêm tình thân cầu ý cung kính đảnh lễ ân đức tăng bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thường cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy trong dòng nghiệp lực thái vô lượng, công đức phước lành và thành tựu những ba la mật, chứng đắc tứ thánh đạo, thánh quả. Phước lành do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư thiên, Đức Vua Trời Đế Thích, cùng chư đại Đức Tăng, chư Dạ Xoa Long Vương Càn Thác Bà, cụ quyền thất tổ ông bà cha mẹ, chư Dạ Xoa Long Vương Càn Thác Bà, súc sanh ngạ quỷ Atula, và kính chư Phật nằm đây tất cả đến tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử ở gần ở xa, và nhất là kính chư Phật nằm đây đến tất cả người dân Việt Nam mình, nhất là những cô chú bác đang bị cái dịch bệnh, mong cho dịch bệnh được tiêu tan trong thời gian sớm. Và phước Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Hôm nay chúng ta sẽ học bài kệ pháp cú số 70. Và trước khi vào học pháp cú số 70 này thì chúng ta cũng luôn luôn hãy nhớ rằng hãy quay về khoảnh khắc này, tất cả những cái gì
của ngày hôm qua cũng đã đoạn diệt hoàn toàn. Ngày mai thì cũng chưa đến. Và các pháp thì chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Hết nghe rồi lại thấy, lại ngửi, lại nếm, lại xúc, lại chạm. Nhưng mà tâm của chúng ta nó luôn luôn ước ao có đời sau để giải thoát. Tại sao lại không giải thoát ở đời này? Tại sao vậy? Tại vì chúng ta đang chìm vào vô minh và tham ái. Đời sau chúng ta là ai? Là cái gì? Khoảnh khắc này nếu không có hiểu biết thì chẳng có đời sau nào chúng ta có thể giải thoát được. Nếu khoảnh khắc này không được hiểu một cách rõ ràng thì khoảnh khắc sau cũng chỉ là vô minh và tham ái mà thôi. Cuộc sống không có một con người nào cả, mà chỉ có những cái thực tại đến và đi rất là mau lẹ. Và chúng để lại những cái bóng hình, và chúng ta bị ảo tưởng, chi phối, cho rằng đây là con người này, con người kia. Nhưng về bản chất thì thật sự không có một ai ở trên đời, chỉ có tính xong diệt của các pháp hữu vi luôn là như vậy. Hãy dựng lên cái ngọn cờ, hãy dựng lên những gì mà Đức Phật đã dạy, đã dựng lên. Chúng ta luôn luôn bị chìm vào những khái niệm, bị chìm vào những cái ảo tưởng, và chúng ta sống trong mơ hết ngày này qua ngày khác, hết mơ ngày rồi mơ đêm, sáng thức dậy chúng ta lại mơ. Và ít khi nào có sự tỉnh giác. Hãy luôn luôn quán xét về sáu cái căn này. Và các pháp chỉ được nhận biết khi các căn gặp gỡ. Khi cái thấy thì chúng ta mới có sự vui, sự buồn, sự thích thú mà thôi. Khi có cái nghe chúng ta mới vui, buồn, thích thú mà thôi. Chính cái vui, buồn, thích thú này chúng ta đã không nhận diện được đối tượng thị giác, không biết được cái thấy, không có xả ly được. Chính vì chỗ đó chúng ta cho cái được thấy một cái gì đó, một ai đó, âm thanh là một con người nào đó. Chính vì cái điều đó, vô minh luôn luôn ẩn tàng sau những cái thấy, cái nghe này. Và nó cứ dẫn dắt đi mãi trong vòng sanh tử luân hồi. Cũng giống như bánh xe của con bò. Chúng ta đang học Phật Pháp hay là chúng ta tiếp tục cái bánh xe này? Nếu như ngày nào chúng ta còn kéo cái bánh xe đó đi thì cái con đường đó nó sẽ dài vô tận. Khi nào mà chúng ta dừng lại thì tự nhiên con bò sẽ được tháo ra và cái xe đó nó sẽ được mục nát. Chính là không còn vô minh và tham ái đối với những cái gì được thấy, được nghe nữa. Và cuộc sống này chỉ có nhiêu đó thôi. Không có một ai ở trên đời hết, mà chỉ có những cái pháp hữu vi với duyên sanh và diệt. Và nếu mà trí tuệ hiểu biết xả ly thì giác ngộ nó phải được ở khoảnh khắc hiện tại. Không bao giờ giác ngộ này đi giác ngộ ở cái đời trước hay đời sau cả. Nếu như chúng ta không quen với những cái thực tại này thì sẽ không bao giờ đếm được cái hương vị giác mà Đức Phật dạy. Nếu chúng ta học kinh điển nơi Đức Phật như vậy thì chúng ta chỉ làm cho vô minh tâm tối thêm mà thôi. Chúng ta phải khôn khéo sử dụng cái ngôn từ và để nhắc nhở nhau về những cái khoảnh khắc hiện tại này, để cho trí tuệ dần dần được tiếp cận với các cái pháp này, để không còn bị chi phối bởi những cái ý niệm, cái khái niệm và cái ngã tưởng. Chúng ta sẽ dần dần nhận diện ra những cái pháp ở trong đời sống bị che lấp đi. Và bây giờ chúng ta học cái câu kệ số 70 này. Con xin đọc một lần. Ma se ma se ka sắc ghê ná. Ba lô phun chay dạ phô chạy năng. Na nô sang kha ta tham ma năng. Ca năng ác gá. Tí sô là sinh. Ma se ma se. Cô sắc ghê lá. Ba lô phun chay dạ phô chạy năng. Na nô sang kha ta tham ma năng. Ca năng a ki ti so la sinh.
kẻ ngu có thể thọ dụng vật thực chỉ chút ít với đầu ngọn cỏ cu xá một lần vào mỗi tháng. Kẻ ấy không giá trị bằng 1/16 so với những người thấu hiểu giáo pháp. À, câu chuyện này thì nó ly kỳ lắm. Và chúng ta, những cái câu chuyện pháp cú này chúng ta đọc thì chúng ta phải khéo ứng dụng với cái hiểu biết của mình, chứ đừng đi vào những cái huyền thoại, nó rất là mệt mỏi, đừng có chạy theo nó. Từ ma xê tức là ma xá là một cái danh từ lam tấm. Câu kệ này chia theo định sở cách. Nghĩa của nó là vào, hay là ở, hay là mỗi tháng. Mỗi tháng. Và cái từ cú sắc ghê lá. Cú sắc ghê lá là một cái hợp từ cú xá cộng với ác gá. Cú xá là một cái... cú xá là một cái loại cỏ, cỏ mà nó có hai bên của nó rất là bén hả? Cỏ cú xá. Nó giống như cái cỏ chanh vậy hả? Là một cái nhóm từ trung tấm, và cái này cũng chia theo định sở cách, là với đầu cỏ cú xá, với ngọn cỏ cú xá. Cú xá là danh từ lam tấm, chỉ cho một cái loại cỏ. Mà cái đầu nó rất là nhọn và rất là nhỏ. Ác gá là một cái dịch danh từ trung tánh, là đầu hay là ngọn, hay là chóp đỉnh gì đó. Từ phun chê giá, cái căn của nó là căn phút. Nó là một cái động từ nguyên, động từ nguyên mẫu của nó là phun chất tí đó. Ở đây nó chia theo tha động thể. Ngôi số 3 là có thể thọ dụng. Có thể thọ dụng. Và cái từ phô chất năng, phô chất giá là một cái danh từ trung tấm. Câu kệ này chia theo đối cách, tức là vật thực hay là bữa ăn, chỉ cho cơm, nước, bánh, trái, rau củ quả vân vân. Từ xô, tức là xô nó cũng xô thì nó cũng có, nó là một cái đại từ, cái nghĩa của nó cũng giống là tá vậy đó. Cái từ tá với từ xô thì nó cũng đồng nghĩa, và nó là lam tánh. Và câu kệ này chia theo chủ cách, là kẻ ấy hay là cái người này, người này. Từ sankhata, sankhata căn của nó là căn căn khayak. Tiếp đầu của nó là san. Ở đây nó chia theo quá khứ phân từ, động từ nguyên mẫu của nó là san. Sankhati. Mà nó chia theo quá khứ phân từ nên nó biến thể thành là sankhata. Là đã được thấu hiểu, đã được hiểu biết, đã được thông suốt. Như vậy cái động từ này nó cũng có nghĩa là chỉ cho trí tuệ nữa. Sankhayati là đếm hay là xem xét. Cái từ tiếp theo là sankhayati là đếm hay là xem xét. Tiếp động ngữ sang là cùng hay là hoàn toàn. Và cái từ, cái căn của khai giá là đếm. Từ tham ma là chúng ta biết rồi, tham ma. Tham ma là danh từ nam tánh. Tham ma là cái gì thưa quý vị? Bây giờ có tham ma không? Tham ma. Tham ma là những cái gì nó có đặc tính riêng và đặc tính dung trong từng pháp của nó. Cái thấy là tham ma, cái nghe là tham ma, cái ngửi là tham ma, cái nếm là tham ma,
Xúc chạm là tham ma, cứng là tham ma, mềm là tham ma, nóng là tham ma, lạnh là tham ma, màu là tham ma, mùi là tham ma, vị là tham ma, xúc là tham ma, thọ là tham ma, tưởng là tham ma, hành là tham ma, thức là tham ma, thấy nghe là tham ma, ngửi nếm xúc chạm là tham ma, giận hờn là tham ma, buồn vui là tham ma. Bây giờ có tham ma không? Lúc nào cũng có tham ma hết. Nhưng mà không có cái hiểu về tham ma, mà chỉ có cái tôi. Như vậy khi nào mà các bạn thấy trong đời sống của mình, bất cứ cái gì chúng ta cầm lên, chúng ta nhìn thấy, mà tâm của chúng ta tác ý, đây là tham ma, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được Đức Phật. Ai thấy Pháp là người đó thấy Đức Phật. Như vậy Đức Phật thì ở trong Pháp, ở trong Pháp nó có một vị Phật. Còn cái vị Phật bằng xương bằng thịt thì Ngài Niết Bàn là Ngài để lại cho chúng ta một cái vị Phật, đó là Bát Chánh Đạo, là Tứ Thánh Đế ở trong đời sống của chúng ta. Khi nào mà chúng ta ăn mà chúng ta thấy đây là tham ma, khi nào là tham chúng ta thấy đây là tham ma, khi nào dính mắt chúng ta thấy đây chỉ là tham ma, khi nào chúng ta sân hận chúng ta thấy đây chỉ là tham ma, khi nào chúng ta nghĩ nhỏ mọn chúng ta thấy đây chỉ là tham ma, khi nào chúng ta chánh niệm tỉnh giác chúng ta cũng thấy đây là tham ma, khi nào chúng ta hiểu biết chúng thấy đây là tham ma. Chỉ có tham ma buồn, chỉ có tham ma vui, chỉ có tham ma thấy, chỉ có tham ma nghe. Không có người buồn, không có người vui, không có tôi buồn, không có tôi vui. Chỉ có tham ma chánh niệm, chứ không có tôi chánh niệm. Chỉ có tham ma hiểu biết, không có tôi hiểu biết. Chỉ có tham ma vô minh, không có tôi vô minh. Chỉ có tham ma tham dục, không có ai tham dục. Được không? Nhưng mà chúng ta học về tham ma, nhưng mà luôn luôn nhớ về tôi mà không nhớ đây là tham ma. Tham ma là danh từ Nam Tấm chỉ cho Pháp. Ca năng gọi là ca lá, là danh từ lữ tánh chia theo đối cấp, gọi là một phần của toàn thể. Còn ác gá tí này, cái căn của nó là căn ác. Nó là một động từ, cái nghĩa của nó là giá trị hay là xứng đáng. Và tiếp theo là cái từ solasin, là solasí đó, là số. Số mà nó thuộc về lữ tánh, ở đây chia theo đối cách là 1/16. Đó là cái từ, cái nghĩa của cái bài kệ này. Và Ngài Thích Minh Châu Ngài dịch với thể năm thể kệ chữ là: tháng tháng với ngọn cỏ người ngu có ăn uống, không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi. Người hiểu pháp vô vi bằng 16, ở đây đó là ví dụ thôi ha. Người hiểu pháp vô vi.
Bích Tha. Dạ, dạ, đại đức đại nhận đã rất nét rồi. Kính mong đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát. Dạ, cảm ơn rằng đông. Dạ, con thấy sư đã vào đạo tràng rồi, lại vào sư lại té ra rồi. Đường nét ở Việt Nam rất là yếu. À, cảm ơn Quang Thanh, mến chào Quang Thanh. Dạ, đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát. Nhục quỳnh cầm mít để sư có vào thì sư nghe được âm thanh, sư không có phải tưởng là máy sư có vấn đề. Dạ, mến chào Quang Thanh, kính chào Xuân Lan, kính chào Buông Bỏ, kính chào người phương Nam, kính chào Âu Súc Linh, kính chào Bảo Khanh. Dạ, Nhục quỳnh kính chào tất cả quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Con thành kính lãnh lễ chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng với những nickname con không được rõ. À, bây giờ làm sao đây rạng đông ơi? Alo, rạng đông ơi, bây giờ làm sao? Chắc rạng đông cầm mic cho nghe một chút nhạc kinh hay như thế nào để chờ sư vào để có thể tiếp tục được không rạng đông? Alo, rạng đông được không rạng đông? Dạ, kính chào Sati Amata vừa vào đạo tràng. Rạng đông có thể chuẩn bị kịp không? Rạng đông có chuẩn bị kịp không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu à. Chứ để đạo tràng mình êm ru là nhiều vị giao tưởng đâu bị đang tìm băng. Dạ, Nhật Quỳnh cầm mít chút xíu ha. Dạ, để cho tìm băng và trong khi cũng chờ đợi sự giao. Dạ, đừng ép Việt Nam là coi như là phải đổi liên tục luôn. Dạ, những vị giảng sư là bây giờ phải sử dụng 4G chứ dùng đường nét bình thường là không có dùng được rồi. Như ở dưới chùa Viên Giác cũng vậy, ngài Tề Siêu rất đùng luôn. Dạ, nên là vị sư phải tìm cách để vào. Dạ, kính chào Trí Đăng quay vào đạo tràng. Hay chừng nào mà đông cầm mít được thì đưa tay nha cận đông để chào sư vào. Dạ, sa thú kính mời răng đông. Evaṃ me sutaṃ ekaṃ sadhavā vāra. Thưa, mạng nó bị rớt à. Dạ, cái câu kệ này thì cái tích truyện của cái câu kệ số 70 này được Đức Phật thuyết khi ngài ngự tại cái chùa Veluwala, đề cập đến một cái tu sĩ ngoại đạo tên là Chambukap. Và cái tu sĩ ngoại đạo này, Chambukap này thì là tiền thân á. Nói về chuyện tiền thân thì trong thời Đức Phật Kassapa đó, thì cái vị này là một cái vị tỳ kheo, là trụ trì của một cái chùa, là một cái vị phàm phu. Và ông sống ở dân làng thì ở đó không có vị tỳ kheo nào khác nữa. Thì ở đó có một cái vị trưởng giả thì có trí tuệ, thì cũng hàng ngày cũng bố thí, cúng dường đến cái vị sa môn này. Nhưng mà một hôm á, thì có một cái vị tỳ kheo thấm tăng A-la-hán
lậu tận. Thì một cái vị A-la-hán lậu tận á, thì Ngài toát lên các cái căn của Ngài, nên là các cái cử chỉ, từ những cái ánh mắt và những cái lời nói, những cái dáng đi, thì làm cho cái vị trưởng giả này rất là hoan hỷ và thấy rằng cái vị này tâm hồn đã đạt tới cái đức hạnh rất là cao, chắc chắn là vậy. Thì cái vị trưởng giả này đon đã mời Ngài và cúng dường cơm nước và tặng cho Ngài một cái khăn để về Ngài nhuộm, để mà làm y lội để Ngài mặc. Thì chúng ta biết là cái thời đó thì rất là thiếu thốn. Thì khi mà cái vị tỳ kheo chủ trì đó thấy cái vị trưởng giả này cúng dường cho cái vị này rất là hoan hỷ với những cái vật phẩm đẹp đẽ như vậy, thì tâm khởi lên ganh tị tật đố. À, thì chúng ta mới thấy được rằng thời này cũng vậy thôi. Trong chùa ư? Xin thưa mấy quý vị, phiền não nhiều lắm. Và cái tâm ganh tị đó nó múc ngàn. Nhưng mà điều đó không quan trọng. Quan trọng là các bạn có thấy nó là pháp hay không. Chứ còn biểu nó không xảy ra thì chuyện đó không phải là của ai cả. Không ai có thể ngăn cản được cả. Không ai có thể ngăn cản một cái tâm phàm phu mà biểu nó đừng có sanh ra như vậy. Nhà của quý vị nó không có ganh tị là lý do tại sao? Bởi vì đây là vợ của mình, đây là con của mình, đây là cha mẹ của mình. Nó chỉ ganh tị một ít thôi. Nhưng mà ở những nơi công cộng, những cái công ty, những cái nhóm họp, những cái tụ hội của nhiều những giai cấp, nhiều những cái tầng lớp khác nhau. À, do vậy, ở trong chùa hay ở những cái gì thì có những cái con người nó vượt lên trên đỉnh núi. Và đa phần thì nó thấp thỏi và nó càng thấp hèn rất là nhiều. Nó chìm xuống cái đáy ở cái đỉnh của nó. Bản chất của pháp nó là như vậy, cái quy luật của nó là như vậy. Và chúng ta thấy được rằng là rất rất khó để ra khỏi sanh tử luân hồi. Thì cái vị tỳ kheo này có cái tâm rất là ganh tị. Thì khi mà đi về chùa rồi thì vị tỳ kheo này về đến nhà rồi thì tâm nó bộc phát, nó nói với cái vị thánh tăng này: mai ông đừng có đến như thế này như thế kia. Ông thọ thực ở nhà người trưởng giả, thà đạo hữu ăn phẩm hư còn hơn. Đạo hữu không nên để cho thọ cạo đến cạo tóc, thà đạo hữu lấy lá thốt nốt cạo còn hơn. Và những cái lời nói nó vô cùng là xúc xỉm và nó ti tiện. Nên là khi mà danh lợi đến, quyền chức đến, rồi khi mà chúng ta bị mất đi, bị người khác giỏi giang, được người khác người ta cúng dường, và chúng ta mất đi những cái lợi lộc đó, mất đi cái danh dự đó, mất đi những cái con người mình thương đó, mất đi những cái đại thí chủ đó,
lúc đó nó biểu hiện tâm bạn là ai, bạn có thật sự xả ly hay không. Còn bình thường khi mà nó chưa xúc chạm việc đời thì nó đâu có sầu, đâu có khổ. Nhưng mà khi nó xúc chạm rồi, nó đạt đến cái danh dự rồi, thì lúc đó mới báo cho bạn biết tự ngã của bạn nó lớn đến mức độ như thế nào. Và cái tên cướp, cái tên trộm, cái tên sát nhân ở trong tâm của bạn, nó thổ lộ qua miệng, qua thân của bạn như thế nào. Thì cũng vậy, qua đây thì chúng ta học cái bài học. Thì cái việc này nói như vậy thì cái ngài đại đức là bậc trí, bị cái người đồng đạo của mình sỉ mạ như vậy. Và chúng ta biết được đấy, khi mà đụng tới danh loại mới biết rằng mình có cung kính chư tăng hay không, mình có cung kính cái vị đồng phạm hạnh hay không, mình có nhẫn nại hay không. Chỉ khi nào chúng ta thực sự hiểu được các pháp với đúng bản chất của nó là vô thường, khổ, vô ngã, thì cái tôi của chúng ta mới đặt xuống, cái sừng của chúng ta mới được cắt đi. Tâm của chúng ta mới nó cấu hẳn như đất, như nước, như lửa, như gió được. Còn chúng ta không nhìn ra được các pháp trong đời sống thì chúng ta chỉ ôm ấp và ấp ủ những cái vô minh, những cái ảo mộng, những cái tưởng mà thôi. Cái tôi của chúng ta nó chưa bùng phát mà thôi. Và ngài đại đức này, ngài mới nghĩ rằng không nên để cho cái kẻ ngu này vì ta mà phải sa đọa. Và sáng hôm sau thì ngài thức dậy thật sớm và ngài bỏ chùa, ngài đi vân du ta bà. Và chúng ta biết là khi một khi mà người trí đã thấy pháp rồi, người trí không có thấy cái chùa là cái gì hết. Người trí không có sợ đói, không có sợ khát, không có sợ chết ở chỗ này, chỗ kia. Người trí rõ biết về nhân, về quả và sẵn sàng đặt xuống cái thân này trong bất cứ hoàn cảnh nào, dầu đói, dầu khổ, dầu như thế nào. Bởi vì mục tiêu ngài đã đạt đến rồi. Nên là ngài bỏ đi. Thì sáng ra thì cái vị trụ trì này dậy rất là sớm và lo việc công phu lễ bái sớm trong chùa. Và đến giờ đi bát á, thì không có thấy cái vị thánh tăng này. Và ông ta mới nghĩ thầm rằng, ôi cái ông sư khách này đến giờ vẫn còn ngủ, ta phải gõ kẽn đánh thức ông ta dậy. Nhưng mà lấy cái tay gõ nhẹ vào cái chuông thôi. Và chúng ta ở đây á, chúng ta đừng có thấy cái này là cái gõ tay cái chuông này á. Trong cái cử chỉ hành động của chúng ta rất nhiều những cái trạng thái này trong đời sống hàng ngày. Thì ông ta gõ nhẹ cái chuông thôi để cho cái ngài này không thấy. Và sau khi lấy cái bầu ngón tay á, thì vị trụ trì này mới ôm bát đi vào làng một mình. Và khi đó thì cái vị trưởng giả này đã chuẩn bị sẵn những cái lễ vật để cúng dường, còn đang nóng trông hai cái vị đại đức này. Và chúng ta biết á, người hiền trí thấy được cái bậc đức hạnh á thì cung kính phục vụ và mình lại tăng thêm cái phần phước báo. Nhưng mà cái người mà có sự ngu si ganh tị tật đố rồi đó, chỉ sợ mất cái phần của mình
mất cái thí chủ của mình, có một cái chút đồ ăn mà nó còn tệ đến mức độ như vậy thì chúng ta biết được. Rồi còn những cái đại gia đại giết thì chính vì vậy mà chúng ta thấy nhiều cái chùa đó, chư tăng người ta không bao giờ đến ở, mà chỉ có một mình chết trong sự lầm lũi mà thôi. Và phiền não thì nó rất khó để mà buông ra. Thì khi mà cái vị trưởng giả này chuẩn bị cái lễ vật cúng dường đó, thì trong hai cái đại đức này tới thì chỉ thấy có cái vị trụ trì đến thôi. Và cái vị này mới bạch ngài, bạch cái vị này là bạch ngài con, còn cái vị khách tăng này đi đâu mà chưa đến. Thì cái vị này mới nói: này đạo hữu, thôi đừng có nhắc đến cái ông đại đức đó làm chi. Hôm qua ở đây trở về chùa, ông ta vào nằm luôn trong lều. Cho tới sáng hôm nay tôi dậy, tôi quét chùa, sắp nước uống, rồi là nước xài đầy cả, châm đầy vào lu khạp, tiếng khua động, cả đến cái tiếng kẽn bao giờ nữa, và ông ta cũng chẳng biết nghe chi hết. Thì cái người trưởng giả này vốn là một cái người có trí thức, ông nghĩ rằng là cái vị đại đức này có cái oai nghi tế hạnh như thế thì không thể nào nói là cái người mà ngủ đến giờ này mà không có cái lý do đó, thì chắc chắn là vị thầy của ta, chắc là cái vị thầy của ta cúng dường trọng thể đến cái ngài mà vị chủ trì có trong buông cái lời xúc phạm đến ngài hay chăng, để ông ngài nghi nè. Nhưng mà cái vị trưởng giả này vẫn một mực cung kính cái vị chủ trì này, và cúng dường xong thì mới nói vị chủ trì này: thôi ngài đem thêm cái những cái cơm vật thực này về cho cái ngài đại đức đó dùng con. Thì ông đi đến nửa đường á, cái sự sân hận, cái sự ganh tị tật đố, nghĩ rằng cái ông này ở đây á thì hết phần ăn của ta, và cái ông, những cái ông trưởng giả trong làng này thì theo ông này hết rồi, ta không còn danh dự mặt mũi nào cả. Và chúng ta thấy chúng ta rất khó chấp nhận sự thật là mình ở cái giai đoạn nào đó. Mình rất là thấp kém về trí thức này, về trí tuệ này, về đức hạnh này, nhưng mà nghĩ cao thượng, nhưng mà mình ở nhiêu đó, mình biết nhiêu đó, mình biết chân thật của mình nhiêu đó, thì mình sẽ tiến xa, mình gặp các ngài đạo đức khác, mình sẽ được học hỏi thêm nhiều điều. Nhưng mà mình cứ mơ tưởng là mình có trí tuệ rất là sâu sắc, mình đừng có nghĩ rằng mình nói một bài kinh thông suốt như vậy là ở trong mình nó có một cái trí tuệ gì đó. Xin thưa với quý vị, trí tuệ nó khác biệt hoàn toàn với ngôn từ. Và trí tuệ thì nó sanh một cách vô cùng ít ỏi, chỉ khi nào chúng ta tiếp cận được với thực tại trong đời sống hàng ngày. Và có dễ không? Có dễ để biết được cái thấy cái nghe là vô thường không? Hay là tôi thấy tôi nghe? Chúng ta thử đặt lại hỏi xem, rằng mình thuyết kinh điển của Đức Phật mấy chục năm trời, mình có hiểu gì về cái thấy không? Cái được thấy được nghe chưa? Chúng ta thấy đó. Nếu mà chúng ta thực sự hiểu được cái thấy, cái được thấy, cái được nghe, chúng ta sẽ hiểu được chân đế, chúng ta sẽ hiểu được khổ tập diệt đạo, chúng ta sẽ hiểu được quẩn xứ giới đế, chúng ta sẽ hiểu được 12 xứ 8 giới. Từ từ chúng ta sẽ tiệm cận được với các pháp đúng như thực của nó. Nhưng mà khó không thưa quý vị? Vô cùng khó. Chúng ta dở trang sách ra, chúng ta nói ở trong kinh điển thì hằng ngày chúng ta vẫn dở ra đó thôi. Nhưng mà
khi mà chúng ta tiếp xúc thật sự với đời sống mà ta nhìn thấy được các cái pháp này, đó mới là cái sự khó khăn của sự chứng ngộ. Thiền định có làm được việc đó không? No. Trí tuệ của pháp học mà không đúng có làm được không? Không. Nó chỉ khi nào thật sự vào cái nguồn nhân duyên đúng đắn của nó. Đúng là pháp học là học về những cái gì là thật trong đời sống này. Và từ cái nhân duyên đó, nó mới phát sanh trí tuệ dần dần. Nó chỉ có nghe pháp và hiểu về khoảnh khắc này. Và dần dần chánh niệm nó tiệm cận vào các pháp. Như thật là trí tuệ đó lớn lên từ đó. Đó mới thực sự là cái con đường xuyên thấu vào bản chất của các thực tại mà thôi. Nên là nó rất khó cho chúng ta. Đừng có nghĩ rằng chúng ta làm một cái điều gì đó để hiểu pháp. Điều đó là không thể đâu. Trở lại thì chúng ta biết cái ông chăn bú cá này, ông về ông đổ cơm đi, ông về ông mới đến cái phòng của ngài thì thấy ngài đi mất tiêu rồi, và ông hối hận. Sau đó thì ông bị đọa xứ, đọa vào những cái con đường khổ đau. Như vậy những cái câu chuyện này nó cho chúng ta thấy rằng là rất dễ có một cái tự ngã nào đó. Nhưng mà chúng ta ở đây chúng ta phải hiểu được cái tiến trình nhân quả, không có ai tái sanh ở đây cả, mà chỉ có cái nhân bất thiện này chúng cho quả mà thôi. Và khi đó sau hết những cái nghiệp quả của những cái ác nghiệp đó thì những cái phước thiện sanh lên làm người, thì cái tiền khiên tập và những cái ác nghiệp đó nó lại biểu hiện trong đời sống hàng ngày của ông ta, và ông ta sanh vào cái nhà Bà La Môn đó. Và từ nhỏ đến lớn thì ở đây thì chúng tôi kể câu chuyện thôi, không kể thì nó không được, nhưng mà bản chất kể sư không có thích mấy cái này. Thì ông ăn phẩm từ nhỏ cho tới lớn. Sau đó thì cha mẹ ông ăn trong cái kiểu gấu mà cha mẹ ông phát hiện được, thì cha mẹ ông thấy cái con người này nó kinh tởm quá. Thì cha mẹ ông mới thấy được là cứ cởi chuồng cởi chồng như vậy thì thôi, gửi cho cái nhóm ngoại đạo lõa thể này. Và thế là ông đi theo cái đạo lõa thể này, thì đạo lõa thể thì cũng đi xin ăn, nhưng mà ông thì không đi xin. Và ông ăn những cái phẩm của ông thải ra, và ăn những cái phẩm của những cái người đồng đạo khi thải ra. Đọc câu chuyện này thì rất là kinh tởm phải không? Thì sau đó thì nhóm ngoại đạo này mới thấy ông như vậy thì dần dần mới dần mới phát hiện tại sao ông này cũng không ăn cơm, không ăn đồ ăn mà ông vẫn sống được. Thì dình mò thì thấy ông ấy ăn phẩm, thì đó ngoại đạo này mới cũng kinh tởm quá, làm như vậy thì lâu ngày cái người đời sẽ chê trách, và chúng ta cái đạo của chúng ta nó sẽ bị hủy diệt mất thôi. Và thế nào ông ấy đuổi cái chăm bú cá này đi. Thì chăm bú cá này đi thì nghiệp mà chúng ta biết nó cũng dắt đi, nó tìm những cái phiến đá thì chúng ta xứ sở Ấn Độ thì người ta đi vào đi ra ngoài cái chỗ đó, đi thời bây giờ cũng vậy, người ta hay thải ra phẩm, những cái đống phẩm ở cái nơi kinh kính. Thì nó là những câu chuyện thôi. Thì đêm đến thì ông ấy ăn những cái phẩm đó, ông sốc. Chúng ăn như vậy thì một hôm Đức Thế Tôn quán xét cái thế gian á,
thì ngài thấy được là trăm bú cá này sẽ chứng được đạo quả A-la-hán. Như vậy chúng ta thấy được gặp Đức Phật quả thật là tối thượng. Thì chúng ta không được gặp Đức Phật lên là giáo pháp đã trải qua mấy ngàn năm. Những cái ngôn từ và chúng ta này sanh là những cái mức độ nó xa xôi và những cái ngôn từ của chúng ta đó. Nó không đủ để chúng ta hiểu sâu thêm. Rất là khó. Thì ông Trăm Bú Cá ở chúng ta biết rằng là hàng ngày ông ăn phẩm. Thì cái xứ Ấn Độ đó, người dân thấy cái việc này khổ hạnh không ăn uống như vậy, hỏi ông thì ban ngày ông chỉ gác cái chân lên và ông hứng gió thôi. Thì cái xứ sở, cái người Ấn Độ đó, người ta rất thích những cái kiểu mà nó phù phiếm như vậy. Và cho cái vị này là cái vị rất là đức hạnh. Vì những cái người đó mang những cái đồ cúng dường cho ông ta thì ông ta không có nhận. Và lăng nỉ hoài thì ông ta chỉ lấy cái cỏ cu xá này, ông chấm một ít cái mật hay cái sữa, ông nếm thôi. Và ông nói rằng là ta nếm như vậy để cho những cái người này có được những cái phước báu vô lượng thôi. Và chúng ta biết là cái nghiệp này, nó dẫn dắt thì khi mà cái lưỡi của chúng ta, cái nghiệp nó thèm cái gì rồi đó, thì nó kinh tởm lắm. Hồi đó xưa ở nhà thì có thấy cái bà, một cái bà gọi là cũng là chị hay là em của bà nội gì đó. Cái bà đó từ nhỏ tới bà chỉ thích uống cái máu mà thọc cái con heo ra hay con rùa, bà cắt cổ rồi bà nhỏ vào cái ly bà uống sống như vậy đó. Cả đời như vậy. Một hôm thì sét nó đắp chết. Thì cái câu chuyện này và chúng ta ở đời chúng ta cũng thấy rất nhiều người. Có người chỉ ăn những cái tôm tép sống như là những cái người Nhật chẳng hạn. Thì chúng ta biết là cả đời họ rất thích ăn những cái con cá sống của họ nhai như vậy đó. Thì một hôm thì Đức Thế Tôn mới quán xét thì thấy trăm bú cá này chứng đắc được đạo quả. Thì ngài mới nói với đại đức Ananda là ngày mai ngài sẽ đi đến cái hòn đá đó để mà tế độ trăm bú cá. Thì chiều hôm đó thì trời chút xuống cái trận mưa làm cho sạch những cái chỗ đó, không còn hư thú nữa. Ở đây thì nói là chư thiên tạo mưa, nhưng mà thực tế là không có ai có quyền năng gì mà nói sắc pháp mà nó nghe lời hết á. Chuyện đó là chuyện không có. Sắc pháp là vô tri, không có cái chuyện mà chúng ta nói mà nó nghe lời. Nói trời mưa là mưa, không phải nó có mùa tiết. Chúng ta cái gì nó phải rất là chân thật. Thì khi mà Đức Phật đến đó, thì trăm bú cá mới nghĩ thầm rằng không biết cái ông này là ai. Mà khi mà Đức Thế Tôn gọi ông ta thì ông biết ông gọi là ai mà sách mé với ta như vậy. Thì ông mới hỏi là ai đó. Thì Đức Thế Tôn mới nói là Như Lai đây, trăm bú cá. Ông là Đại Sa Môn, muốn nói chi? Ông hoan hỷ cho Như Lai tạm ngự đêm nay ở đây nhé. Ở đây không có chỗ nghỉ,
thì ông Đại Sa Môn này, này cho bú cá, ông đừng có lên chia rẽ như vậy. Hãy hoan hỷ cho Như Lai nghỉ nhờ một đêm. Phàm là bậc xuất gia thì tập hợp với bậc xuất gia, người thế thì tập hợp với người thế, và thú thì tập hợp với các loài thú. Vậy ông có phải là bậc xuất gia chăng? Cố nhiên ta là bậc xuất gia. Nếu ông là bậc xuất gia thì bát cơm, bát nước, những vật tùy thân của bậc xuất gia sao mà không có? Thì Đức Thế Tôn mới nói là ta đủ hết, nhưng mà mang theo làm chi nhiều thứ cành càng, đi đứng bất tiện, ta để ở nơi kín đáo, khi nào đi bát mới mang theo. Thì lúc này Trăm Bú Cá mới lỗi giận. Này Đại Sa Môn, ta nói ở đây không có chỗ nghỉ rồi mà. Thì Đô mới đưa tay chỉ một cái sườn núi cách đó nơi cư trú của Trăm Bú Cá, và chẳng bao xa mới hỏi ai ở cái sườn núi đó. Thì Trăm Bú Cá mới nói là ai cả, này ông Đại Sa Môn. Thế thì ông hoan hỷ cho Như Lai nghỉ ở đó nhé. Thì nơi đó tùy ý ông định, ông Đại Sa Môn. Đức Bổn Sư mới mang cái tọa cụ trải lên cái sườn núi xong, thì ngài ngự ở đó. Thì đêm hôm ấy trong cái canh đầu thì Tứ Đại Thiên Vương có chiếu hào quang và rồi nhập chung lại, thì hiện thân xuống Đức Thế Tôn. Trăm Bú Đi Cá thì trông thấy cái ánh sáng mới tự hỏi nè, ánh sáng là gì đây? Trong cái canh giữa thì Đức Vua Trời Đế Thích, thì Đức xuống thì Trăm Bú Cá cũng trông thấy. Và ngài nghĩ thầm là cái ông nào vậy? Trong canh cuối thì Đức Đại Phạm Thiên cũng ngự đến. Thì mỗi ngón tay thì phát ra 10 cái hào quang có thể soi cả 10 phương thế giới. Cho nên khi đó toàn thể cái khu rừng mà chỗ Đức Thế Tôn ngự sáng rực như một đám cháy lớn. Nói như vậy nè, ở đây nó không đúng chút nào đâu quý vị, nhưng mà thôi chúng ta đọc chuyện thôi. Nhưng mà sáng rực như vậy, loài thú mà nó tỉnh giấc liền rồi nó chạy nhốn nháo hết. Và nó la nó hét. Vậy ở đây chúng ta phải hiểu là cái ánh sáng theo cái nghĩa khác thì nó mới hợp lý. Thì cái vị này mới hỏi nè, Trăm Bú Cá mới hỏi nè, ông này là ai vậy? Thì sáng sớm hôm sau thì Trăm Bú Cá đi đến Đức Thế Tôn và chào hỏi thân thiện, rồi đứng nét một bên mới hỏi rằng, lại ông Đại Sa Môn, hồi đầu hôm thì có ông nào mà hào quang chói sáng cả 4 cái góc trời đến chỗ của ông vậy? Thì Đức Thế Tôn mới trả lời toàn từ đó là Tứ Đại Thiên Vương, rồi Đức Vua Trời Đế Thích, rồi Đức Phạm Thiên đến thăm Như Lai. Thì nói vậy, vì Trăm Bú Cá về là ông cao thượng hơn những cái vị đó hay sao? Thì Đức Thế Tôn mới nói, phải rồi Trăm Bú Cá, Như Lai quả thật là vị tối thượng vương mà, Á Tí Ra Chát, trên hết các vị vua. Có lúc, còn cái lúc canh giữa thì ông nào đến thì Đức Thế Tôn cũng trả lời như vậy. Thì ông Sa Môn mới nói là, Trăm Bú Cá mới nói là, chà, ông Đại Sa Môn này thật là bậc phi thường. Ta ở nơi đây rõ ràng là 50 năm rồi. Mà trong mấy ông đó không một ông nào đến để hỏi ta cả, mặc dầu suốt cả cái thời gian dài đăng đẳng ta tu khổ hạnh này, lấy gió làm bậc thực mà cũng chưa được mấy cái ông đến hầu hạ như đối với ông bao giờ. Thì khi đó Đức Bổn Sư mới nói, này trong Bú Cá, nhà ngươi quen cái thói dối gạt đại chúng mù quáng si mê, bây giờ định nói dối gạt cả Như Lai nữa sao? Trong thời gian 50 năm qua, ngươi há đã chẳng lấy phân làm cơm, lấy đất làm giường, lấy da mẹ đẻ làm y phục, lấy sống lá thốt lốt làm cái đồ nhổ râu tóc hay sao? Thế mà ngươi còn dám lừa dối cả thiên hạ rằng ta chỉ lấy gió làm cơm,
đứng mãi một chân chớ không ngồi nằm gì cả. Trong quá khứ người đã có kiến thức đê hèn, nên hiện tại phải chịu ăn phân nằm đất, lõa thể nhổ tóc bằng sống lá thốt lốt trong bấy nhiêu lâu. Vậy mà giờ đây ngươi còn cố chấp cả những cái thứ tà kiến tội lỗi đê hèn đến mãi ư? Trước kia ta đã tạo nghiệp gì đâu, ông Đại Sa Môn? Khi ấy Đức Thế Tôn mới suy xét với cái tuệ của Ngài, và Ngài thấy cái tiền nghiệp của trăm búi đi cá này, kể cho ông ta biết, thì khi nghe thấy giải đến đâu trăm búi đi cá mới phát sinh cái sự kinh cảm đến đó và hết sức ghê sợ. Và lúc này trăm búi đi cá hổ thẹn với cái gì quý vị biết không? Không phải hổ thẹn với chúng ta đâu. Hổ thẹn với cái nghiệp, hổ thẹn với cái phiền não đó sanh khởi, hổ thẹn với cái vô minh, hổ thẹn với cái tí tiện của cái sân hận đó, ích kỷ nhỏ mọn đó. À, để bứng gốc nó lên. Và ông ta băn khoăn hối hận. Sau khi đó thì Đức Thế Tôn ném cái choàng tắm cho Ú Đá Cá Sa Tất Cá này xuống và bố thí cho ông ta. Và lúc này thì ông vật y rồi thì đứng lên đảnh để Đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Bây giờ Đức Thế Tôn mới đem tuần tự pháp thoại thuyết về cho trăm búi cá. Nghe dứt thời pháp thì Ngài đắc A-la-hán quả. Như vậy Ngài đắc A-la-hán quả, Ngài chưa phải là vị tỳ kheo đâu. Nhớ nha. Rồi sau đó Ngài mới xuất gia đi theo Thế Tôn. Và Ngài đắc tuệ phân tích. Và Ngài bèn cúi xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và đoạn đứng lên ngỏ lời xin Ngài cho ông xuất gia và thọ cụ túc giới. Và ngay lúc đó thì trăm búi cá mất hẳn cái hình dáng của cư sĩ và trông ông có vẻ rất là nghiêm trang đạo mạo như đại đức 60 hạ vậy. Có đầy đủ 8 cái món vật dụng của sa môn: y bát, dây thắt lưng, cạo dao cạo, ống đựng kim, bình lọc nước. Và lúc bây giờ thì dân chúng ở trong hai cái xứ Ăn Giá và Ba Giá Thá này đều nghe cái danh trăm búi cá, nên ngày nào cũng mang cái lễ vật đến cúng dường ông. Và sáng hôm đấy khi mà họ đến trông thấy Đức Như Lai thì phân vân hỏi không biết đại đức trăm búi cá của mình với sa môn Gotama đó thì ai lớn hơn ai. Rồi họ tự giải đáp rằng sa môn Gotama thì lớn hơn đại đức của mình, thì phải đi đến chỗ của ông ta. Đằng này sa môn Gotama lại đi đến đại đức của mình thì chắc hẳn là đại đức của mình lớn hơn vậy rồi. Thì Đức Bổn Sư mới hiểu rõ cái tư tưởng của đại chúng, mới nói với trăm búi cá là: này trăm búi cá, ông hãy đoạn nghi cho cái tín đồ của ông đi. Bạch Ngài, con cũng định làm như vậy. Thì rồi Ngài trăm búi cá này nhập vào cái tứ thiền và đoạn đứng dậy bay bổng lên cao cỡ khoảng cây thốt lốt và tuyên bố rằng: như vậy thì Đức Phật vừa thuyết pháp xong, Ngài trăm búi cá cũng có cả tứ thiền luôn. Bạch Thế Tôn, rồi Ngài là bậc tôn sư của con là thinh văn đệ tử của Ngài. Và nói rồi thì từ trên hư không và Ngài nhẹ nhàng đáp xuống. Thấy vậy thì đại chúng nghĩ thầm: ôi, ân đức của Đức Phật là vô thượng phi thường. Nhân cái lúc mà quần chúng phát cái tín ngưỡng này thì Đức Bổn Sư thuyết pháp để phá chấp tà kiến của họ. Ngài bảo: tỳ kheo này bấy lâu nay cho rằng mình ở đây là hành đạo cao thượng, cho lên cái lễ vật của các ngươi đem cúng, ông ấy chỉ lấy cái ngọn cỏ thơm vít một chút để lên chót lưỡi mà thôi. Nhưng mà cho dầu lúc trước ông có tu hành khổ hạnh như thế thì cả trăm năm đi nữa, việc làm ấy của ông cũng chẳng có giá trị bằng 1/10 sức của người hiểu thông lý, cái chân lý. Còn nhịn ăn một bữa cơm vì có tâm nghi ngại, sợ ô nhiễm cái phạm hạnh của mình. Thì lúc này Ngài với Đức Thế Tôn mới đọc lên cái bài kệ là: Ma Se Ma Se Cú Sắc Gê Nát Ba Lô Phun Chê Chắc Phô Chân Năng.
so sa ta tham ma năng căn ác gác tí so đa sinh. Cái bài kệ này nó rất là dài, và cái bài pháp này thì chúng con cũng đã giảng giải một cái phần ở đằng trước. Thì qua cái câu kệ này thì cho chúng ta thấy được rằng ở đây nói về cái sự ích kỷ, cái sự nhỏ mọn, phải chịu những cái quả rất là đắng cay. Và chúng ta biết cõi người này cũng vậy, nhiều người sinh ra cái tâm tánh rất là ích kỷ nhỏ mọn. Mà chính vì vậy họ phải vì những cái ích kỷ ngọ mọn nó sanh ra những cái pháp, rồi tạo ra những cái nghiệp bất thiện qua thân qua khẩu. Và khi mà họ đọa vào những cái cảnh giới khổ đau, rồi khi sanh ra làm người á, thì họ chịu rất là nhiều những cái ác nghiệp, cái bất thiện. Và họ thực hành những cái điều sai trái, tà kiến. Thì ở đây cái câu kệ này, cái câu cuối là dầu là thực hành khổ hạnh, chỉ chấm một cái chút mật vào cái lưỡi của mình thôi, trong cả trăm năm như vậy. Và người đời tán tụng, cúng dường, khen tặng, nhưng mà cũng chỉ đem đến khổ đau, đem đến đọa xứ không bằng 1%, không bằng 1/16 của người hiểu pháp hữu vi. Như vậy thì Đức Phật dạy cho chúng ta cái con đường trung đạo là hết sức là thiết thực hiện tại. Và chúng ta không cần phải làm bất cứ một cái điều gì. Chúng ta chỉ nghe về pháp, nhắc nhở nhau về pháp, sanh khởi một cách tự nhiên trong đời sống hàng ngày qua các căn môn này, để mà dần dần chụp nhận ra cái pháp duyên sanh của chúng và tận diệt chúng, thấy rõ được chúng không mang một ý nghĩa gì cả, chúng thật sự rất là vô thường, như là cái được thấy nó chạm rất nhẹ vào cái đối tượng thị giác, và rồi chúng diệt đi hoàn toàn, không bao giờ sanh trở lại. Âm thanh chúng cũng chạm nhẹ vào tai, cái nghe sanh khởi cũng diệt đi hoàn toàn, không có gì quay trở lại. Âm thanh sau không phải là âm thanh lúc này nữa rồi. Chúng hoàn toàn mới, chúng lại là một nhân duyên, là một pháp hữu vi. Cứ như thế, âm thanh của ngày hôm qua, âm thanh của ngày khoảnh khắc trước không bao giờ là một, không bao giờ là giống nhau. Âm thanh của khoảnh khắc này không phải là âm thanh của khoảnh khắc sau nữa. Cái nghe của khoảnh khắc này cũng vậy, chúng đã hoàn toàn diệt đi, và lại có một cái âm thanh mới, lại một cái nghiệp mới tạo ra một cái tâm nghe mới, và rồi chúng lại diệt đi. Do vậy cái người nào mà hiểu được pháp hữu vi thì cái người đó mới thực sự chấm dứt được cái sự luân hồi sanh tử khổ đau này. Còn tất cả những cái phương pháp thực hành đều không đem lại cái sự giải thoát, mà chỉ là tích trữ cho vòng sanh tử luân hồi mà thôi. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lễ rồi. Phước báo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư giả so long vương càng thất bà xuất sanh ngạ quỷ phi nhân Atula diêm chúa, nam mô bút thà giá. Quý vị có nghe rõ không ạ? Phawatu sapa mangalam rakhantu sapa devata sapa buddha sapa thamma sapa sangha nupave nasada soti phawantu te, tất cả phước báo hẳn có đến người, xin chư thiên hộ trì đến người.
Nhờ nhờ oai đức của chư Phật, nhờ nhờ oai đức của giáo pháp, nhờ nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành đời thường thường đến người, xin cho quả có tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thay, dạ chúng con xin được chuyển.